Mọi người có ai như Tuấn không? Ngày Tết thường chọn nấu các món ăn mang ý nghĩa tốt đẹp. Lần này Tuấn sẽ nấu món ăn truyền thống ngày Tết theo cách mới lạ, đảm bảo món ăn lên vị, năm mới lên hương luôn. Rồi bắt tay vào việc luôn. Tuấn ra chợ mua được 2 ký thịt heo với một chục trứng vịt, rồi mua mấy trái gớt nè. Không biết mọi người đoán được Tuấn tính nấu món gì chưa? Thịt sau khi cắt ra Tuấn sẽ ướp để lát kho. Tuấn sẽ ướp với hành, tỏi băm, 2 muỗng canh nước mắm, 1 ít nước màu, tiêu, hạt nêm, 2 muỗng sữa ông thọ. Món này ở Tuấn đổi mới không dùng đường vì món ăn bị ngọt gắt. Tuấn sử dụng sữa ông thọ để dễ thấm vị trong từng thớ thịt, có hương vị đậm đà, thơm béo và giúp thịt kho sẽ mềm hơn. Thịt ướp xong rồi Tuấn để qua một bên tầm 15 phút. Còn bây giờ thì Tuấn chuẩn bị để nấu sôi gớt nè. Nếp vo sạch rồi Tuấn cho gớt vào bóp, trộn cho thấm đều màu đỏ của gớt vào thau nếp. Sau đó Tuấn cho vào cái sẩn lát Tuấn hấp. Tuấn thắng nước màu rồi cho thịt vào. Tuấn dùng nước dừa để kho nha cả nhà. Mặt kho món này á cả nhà để lửa nhỏ nhỏ thôi. Chịu khó nấu lâu lâu cho thịt nó mềm ăn càng ngon. Sau gớt Tuấn nấu cho gần chín thì Tuấn rưới sữa lên rồi xới và trộn đều. Mọi người thấy cách này có mới lạ không? Đừng hiểu nhầm xôi sẽ bị ngọt nha. Tuấn đã thử rồi thì thấy cho sữa đặc vào xôi á có vị rất là thanh và ngon nha. Ngày Tết hầu như nhà nào cũng có nồi thịt kho hột vịt. Sở dĩ có món này là vì ông bà mình ngày xưa quan niệm là thịt thì cắt cục vuông to, còn hột vịt thì tròn, mang ý nghĩa vuông tròn đều đặn mọi sự bình an. Bây giờ dọn cơm lên ăn thôi nha. Thịt kho rất là mềm, thơm, đúng chuẩn thịt kho tàu ngày Tết. Với thịt vuông, trứng tròn, hương vị đậm đà, món ăn này mang đến sự ấm cúng, sum vầy. Món sôi gớt này cũng rất là ý nghĩa nữa nha. Màu đỏ của gớt là màu tự nhiên của đất trời, tượng trưng cho may mắn đủ đầy, nhà nhà no ấm, bày lên mâm cúng Tết quá là ý nghĩa luôn. Mời cả nhà ăn cùng Tuấn nha. Đó, chưa gì mới nói đã thấy mấy đứa em nó ùa qua chơi Tết rồi nè. Sum vầy vui ghê chưa? Lâu lâu làm mới món ăn truyền thống với sữa ông thọ. Màu đỏ nghe nói giúp linh hương dữ lắm nha. Cả về nghĩa đen và bóng luôn. Vừa giúp lên hương vị của món ăn đậm đà, thơm ngon hơn mà ở đâu mình cũng lên hương. May mắn hơn đó nghen.